Có tay đi đâu không sao? Chưa biết. Chưa biết hả? Đi nhậu không sao? Sáng sẽ nhậu đi. Trời ơi, không biết nhậu là cuộc đời rất là buồn. Tắt đi Vi ơi. Lôi kéo mà không thành á. Buồn. Cũng cho F0 thế này. Sốt gì không? Thì có. Làm sao mà bị? Chắc công ty mấy người xung quanh cũng bị nhiều nên em không biết lây khi nào. Mà làm sao mà biết? Thì có triệu chứng thì về test thôi. Test ra. Dạ. Em tự test hả? Dạ. Tự dọc luôn. Dạ. Chắc quen rồi. Bình thường hồi đó công ty thì một ngày 3 ngày test một lần. Chúng ta không ép không đề, nó không đề mà. Ép không giờ thấy khỏe, khỏi sợ lây. Nay vẫn bị nha, đừng có đâu à. Mà nó khó bị hơn. Ai yếu gì lắm, nó bị ra lần thôi. Ông Lập cũng như chắc ông bị. Ông đâu có test đâu mà. Ông test không ra nhưng mà bị một lần ở nhà 14 ngày thấy sợ rồi. Ủa vậy là 3 tuần em chưa qua hả? Em đâu, gần 1 tháng luôn. Lần trước em qua đây hình như ngày 28. 21. Giờ 27, 22 rồi. Mau gì ta cách ly, ta thấy ngày dài chết nè. Như mình về 5 tháng rồi. Thấy nhanh mà. Đúng không? Đợt mình về thấy nhanh. Nửa năm. Ừ. Ấy thì nói có năm ấy thì mình đợt nói quốc nửa năm rồi. Mặt đỡ rồi mà đâu có thấy mụn mấy đâu. Vi cách ly mấy ngày rồi ta? Quách 15 ngày. Biết được tuần chưa nữa. Dữ vậy hả? Nó bị từ hôm, nó đi hôm thứ, nó nghỉ hôm thứ 6, thứ 5, tối thứ 5. Là chơi vào thứ 6 đi. 10 ngày, chưa được 10 ngày. Ủa bên đây còn anh hai em hả? Anh hai có bị chưa? Em hả? Ừ. Anh hai bị trước. Em là bị sau cùng á.
Cứu không phải đỏ kén. Giờ đây như mới nhậu xỉn. Tức là em sẽ nếm ấy là em sẽ lay cho nhiều người luôn. Ừ. Đúng không, em đâu biết em bị đâu. Chụp căn cước là phải cởi khẩu trang mà. Chụp 3 giây rồi. Rỡ xuống 3 giây. Có trai đẹp không Vy? Có trai đẹp. Nhưng mà trai đẹp thì bụng bự. Trai đẹp thì em có bụng bự rồi. Mà thì đẹp nhưng mà bụng bự. Ông không ăn thì bông nào bụng không bự lắm. Em mới đi bệnh viện về luôn hả? Em hả? Ừ. Dạ. Để lấy dây ép hết ấy rồi thì đi làm hả? Dạ. Em bị ép không, em có báo lên phường không? Dạ có chứ. Lấy giấy để từ bữa công ty trả lương lại mình. Nghỉ có lương mà chị. Đúng rồi, cái này lây từ trên công ty mà. Công ty em nhiều người bị chưa? Công ty em cũng nhiều. Tại công ty đông mà. Ừ. Uống cánh nữa tiểu trình chưa xong hết đó ta? Mới đi mà. Hết rồi. Khánh mà mới đi gì? Khánh nào? Bằng bữa đi ca về là bữa sau nó còn đi qua mà. Bữa hết điều chỉnh xong hả? Nó hết điều chỉnh chưa? Hết rồi. Rồi đi hả? Không hiếu việc không hả? Ừ. Không hiếu á. Hiếu không? Hiếu có giỏ quà không? Không. Thế nào? Hiếu lộn quá. Từ nó sẽ chăm đi hơn chứ. Biết mấy cái không chị em? Hậu á. Nhớ Hậu không? Hậu Bình Giang á. Hậu Bình Giang. Lâu rồi chưa đi á. À. Hậu Bình Giang. Nhớ. Nên nó có nó mới đi mà. Gia bạn đó lâu mới có cục với cục mà. Tại mình bự bự. Gia bạn nó không bự. Mụn bếp thì mà còn lấy mụn nhanh nữa, rồi bếp đâu có gì không.
kênh Pha Ke của mình á, 3 tuần rồi chưa thấy ra clip mới. Ừ. Chị đang review không đăng, coi mẹ ăn trộm được cái gì nữa. Hay là lên TikTok, nó biết TikTok mình không trời. Rồi lấy clip trên TikTok thôi. Bữa trước hôm nay nó đăng thông tin về mình, vừa nay thấy nó đăng thông tin về mình. Bây giờ được mấy khách chứ mấy. Như giờ khách tìm trên Facebook của mình nó cũng ra chứ bộ. Hôm qua có khách ở Facebook qua đây, ở bên Bình Tân đi. Khách trên đấy thì toàn giống như đọc đánh giá đồ. Khách Facebook qua là nhận được biết liền luôn á. Tết em có gì quen không Tết? Chưa biết đi. Em đâu rồi? Dạ, Phan Rang. Nhưng mà em có nghe thông tin nào gì với quê nó chắc đi không? Không, em thấy giờ bình thường mà. Tại quê bây giờ dịch cũng nhiều, thế cũng bình thường như trong đây thôi. Mình dịch bên đây nó đánh ra ngoài Bắc rồi. Hà Nội vừa nay vượt top rồi. On top rồi. Bữa như có ngày nào mà mười mấy ngàn ca mà. Bình thường giờ mười mấy ngàn ca là bình thường. Hà Nội ngàn hôm qua như ngàn mấy á. Thành phố Hồ Chí Minh có em tôi chứ kìa, trời ơi. Cũng coi như là thôi chứ. Nè, một này. Làm gì bà? Nó đang tủ lạnh. Trời ơi, nấu vậy thôi.